Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn trở lại kênh của em mình ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ em mình sẽ chuẩn bị giả cho cô khách này đây. Em mình sẽ dùng cái châu đặc nha các bạn. Rồi em mình sẽ giả cái hướng danh này trước, cấu cái hình cho em mình. Rồi bây giờ em mình sẽ chấm một cái chấm châu đặc ngay giữa đây. Lên lên một chút xíu ha. Hello, no, you don't need it. Can I help you? Do I have an appointment? Do I need a mask? No, you don't need it. If you don't want, put out the color and wait for me a little bit. Okay, I'm gonna use the mask. Okay. Okay, các bạn, sau khi em mình chấm một chấm nó lên rồi ha. Em mình lấy cái châu đặc ra. Bây giờ em mình sẽ kéo cái châu đặc này ra. Rồi, em mình sẽ kéo vào những cái đường nhỏ nhỏ nha. Bạn ơi, mày kéo ra nhiều cái đường nhỏ nhỏ. Rồi, đó, mày kéo ra thêm chỗ nào còn trống nè, mình kéo ra thêm. Mày chấm miếng, mày kéo thêm một hai đường nữa. Rồi là mình đã xong, các bạn kéo đường ngắn đường dài ha, mình không cần kéo đều nhau. Rồi giờ em mình sẽ kéo một đường ở dưới đây, mình kéo lên đó. Rồi đường ở đây mình kéo qua. Rồi là mình mới xong một ngón nha các bạn. Rồi bây giờ tới ngón thứ hai, cái này là chưa xong mấy cái căn bản thôi. Ngón thứ hai thì mình sẽ vẽ cái đường cong về. Mình vẽ bằng cái châu đặc luôn ha. Rồi đây mình lấy châu đặc này. Rồi là mình xong hai ngón nha. Bây giờ mình sẽ cho hơ. Bây giờ cái châu đặc mình sẽ cho hơ. Rồi qua bên đây cũng vậy. Bây giờ mình cũng sẽ chấm một cái chấm đen ở đây. Có chấm đen nhỏ nhỏ đây. Rồi các bạn thấy xem. Em mình sẽ dùng cái cỡ giấy lai này, em mình kéo những cái đường ra, kéo cái đường càng nghiễn thì càng đẹp nha các bạn. Rồi mình chấm thêm nè, như hết đó. Rồi em mình kéo ra. Chấm thêm đây giờ. Các bạn thấy mình kéo tựa tựa như cái firework vậy mà không phải cái firework nha. Rồi bây giờ em mình sẽ đi một cái đường này đi lên. Rồi ở bên đây thì em mình sẽ vẽ hai cái đường đen nha. Rồi là hai cái đường đen em mình đã vẽ xong rồi đó các bạn. Những cái mẫu vẽ này rất là đơn giản nha. Bây giờ em mình sẽ kéo ra dài cái tụt tụt ở dưới đây nè. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hai cái tay bên đây. Rồi qua bên đây em mình cũng sẽ dùng cái màu đen châu đặc luôn nha. Cái mẫu này rất là đơn giản. Rồi em mình sẽ chấm những cái chấm ở đây trước. Đây các bạn thấy không, em mình dùng cái cây nhỏ để mình chấm những cái mục nhỏ. Rồi lại mình xong cái đường này nha. Rồi xong, bây giờ em mình sẽ dùng cái cây này, em mình chấm những cái mục nhỏ tủa tủa ra đây. You okay? Now move your hand from it, please. Sorry. It's okay. Em mình nó cứ cắt từng cái nhúm nhít. Rồi các bạn thấy không? Một nhỏ mình chấm không cần chấm đều ha. Rồi trong cái mục nhỏ này á thì nó sẽ có lộn một hai cái mục hơi to một tí xíu. Đó. Rồi.
Bạn thấy mình tránh cho nó nhỏ nhỏ, nó càng nhỏ nó càng đẹp, nó rải rác đều hết. Đó, các bạn thấy là mì này đã xong rồi đó. Rồi, mì xong bên đây ha. Rồi bây giờ mì cho hơi cái tay bên đây. Các bạn thấy cái mẫu này rất là elegant luôn. Rồi bây giờ mì sẽ chấm tiếp cái tay bên đây cũng vậy. Mình vẽ những cái lần này nó nhỏ nó mới đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ chấm đây nha các bạn. Rồi đầu tiên thì mình cũng sẽ chấm những cái hạt nhỏ trước. Đây mình không có chấm đều ha. Chấm cho nó bung ra. Chỗ hạt to, chỗ hạt nhỏ. Cái chấm vô, cái chấm ra chứ mình không có chấm cái đường nó tặng nhau. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đầu to chút. Em mình sẽ chấm hai ba cái chấm to nha. Đây một chấm to nè, đây một chấm to, hơi to hơn các bạn thấy không, chấm này là nó hơi to hơn cái chấm kia. Rồi lại mì đã xong nha. Rồi bây giờ em mình cho hai tay bên đây luôn. Rồi bây giờ cái phần kế tiếp thì em mình sẽ dùng cái kim tuyến. Em mình dùng cái kim tuyến thường ha. Em mình sẽ bỏ một chút xíu kim tuyến ngay đây, ngay chỗ giữa đây nè các bạn. Đó, một tí xíu cái mẫu cổ, một tí xíu kim tuyến ngay cái chấm đen to này, một tí xíu kim tuyến ngay chấm đen to này đó, một hai chấm kim tuyến rơi ở ngoài. Rồi vậy là mì đã xong nha. Rồi ở đây mì sẽ bỏ vô một chấm kim tuyến bên đây, hai chấm này rất là nhỏ, rất là elegant, hai ba chấm thôi, đừng nhiều quá nha. Rồi lại mình đã xong, các bạn thấy không, cỡ như cái bông mà dani lăng mình nó tàn nó nở ra đó các bạn. Rồi bây giờ mình cho hơi bên đây, qua bên đây cũng vậy. Đây là cái mẫu cô khách của đem lại cho em mì vẽ nha. Rồi kinh tuyến ngay giữa đây, một tí xíu kinh tuyến trong cái chấm bự này nha, một tí thôi. Rồi ở đây cũng vậy, rồi một hai chấm kim tuyến lẫn lộn trong cái này thôi. Rồi xong. Rồi bây giờ ở đây cũng vậy, em mình chấm kim tuyến vô đây. Rồi ở đây miếng các bạn thấy không, nhỏ thôi. Rồi em mình chấm ở trên đây. Rồi là mì đã xong đó các bạn. Cái mẫu rất là đơn giản nha, mình thấy vậy nhưng cũng dễ làm. Nhưng mà em mình nghĩ mình có cái keo đặc mình làm sẽ đẹp hơn. Bây giờ cái keo đặc mình kéo cái màu đen ra nó đậm hơn cái màu keo thường ha. Cái màu keo thường thì cái màu đen mình kéo qua cái đường line nó sẽ dễ bị to hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hai cái bàn tay cho bạn coi cái nó. Các bạn thấy không, cái mẫu rất là đơn giản luôn, nó rất là elegant looking. Rồi bây giờ mình cho hơi tay bên đây. Các bạn biết nhiều khi em mình phải lót miếng giấy với bàn á, để mình có chùi cái đồ mình chùi vô miếng giấy đặng cho cái đầu cỏ cái gì theo cái ý của mình. Em mình phải chấm một lần, em mình chùi với miếng giấy lại, em mình mới chấm lần nữa để cái chấm nó quá to. Rồi bây giờ em mình apply cái nước bấm lên nè các bạn. Đó. Các bạn thấy cái mẫu rất là đơn giản mà rất là dễ thương luôn. Các bạn biết phần đông bây giờ nhiều cô khách cái chọn mẫu cho em mình dễ thôi. Nhưng mà cái mẫu của cô khách đem lại cái móng rất là dài, còn cái móng của cổ rất là ngắn, nhưng mà em mình cố gắng vẽ tương tự như cái mẫu của đem lại nha. Nhiều bạn kia mì chia sẻ những bộ móng dài, nhưng mà thật tình tiệm mày mì không có nhiều cô khách đeo móng dài các bạn. Không biết sao mình mời thỉnh thoảng có một hai cô thôi, mà nhiều khi một hai cô mang móng dài đó cổ lại không có chịu vẽ. Rồi các bạn thấy đơn giản là mì đã vẽ xong bốn ngón cho cô khách ngày hôm nay rồi nha. Bây giờ em mì xin kết thúc cái video này tại đây nha. Em mì xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.